Thưa quý vị, qua nửa nhiệm kỳ công tác, bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, cùng sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến huyện Hòa Vang, Đảng bộ xã Hòa Khương đến nay đã có nhiều kết quả nổi bật trong các mặt công tác, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 5 vào cuối năm 2020 và công nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, cùng nhiều bằng khen về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Khương đang là điểm sáng về phát triển kinh tế nông nghiệp. Trên địa bàn xã hiện nay có hai sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao. Xã cũng định hướng bà con tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học, kết hợp du lịch sinh thái, duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất các vùng chuyên canh rau an toàn, gắn với du lịch trải nghiệm. Đối với cái mô hình nuôi cá thác lát của mình thì thứ nhất là được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì hỗ trợ cái trước mắt là cái con giống, sau đó thì mình mới nuôi đến cái giai đoạn mà trưởng thành thương phẩm. Thì về đối với cái sản phẩm này nó tập trung nó phát triển đối với là cái kinh tế, thứ nhất là của hộ gia đình, thứ hai nữa là để đến với là một số của bà con trong vùng tập trung về phát triển chuyển đổi cái con cá thác lát này. Thì đối với con cá thác lát này là cái lợi ích kinh tế nó đem lại rất là cao. Cùng với phát triển kinh tế nông thôn, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh vận động nhân dân bàn giao mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm của thành phố, xã cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất các trường học, nhà văn hóa. Chủ trương đầu tư đường đô thị kiểu mẫu, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đã được hưởng ứng mạnh mẽ. 2/10 tuyến đường của xã được huyện Hòa Vang chọn là tuyến đường đô thị toàn huyện. Đây là cơ hội, bước khởi đầu mới, tạo điều kiện để đưa xã Hòa Khương phấn đấu lên phường, góp phần cùng huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025. Với quyết tâm chính trị cao nhất thì địa phương sẽ tập trung một số định hướng phát triển. Mà trước hết là phải hoàn thành quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Khương đến năm 30, đảm bảo chất lượng. Thứ hai là xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện chỉ đạo của huyện về huyện đạt đô thị loại 4, xã lên phường và huyện đạt thị xã vào năm 2025. Cái thứ ba là thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, mà đặc biệt là các dự án trọng điểm của thành phố. Và thứ tư thì tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Công tác xây dựng đảng luôn được đảng bộ xã Hòa Khương đặc biệt coi trọng. Qua đó đã triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chủ trương, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của đảng bộ xã và là nền tảng quan trọng để Hòa Khương tiếp tục đạt được những thành công mới từ đây đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với Hòa Khương thì theo tôi là trong thời gian đến thì tập trung chúng ta làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền. Đây là một trong những cái việc mà theo tôi là có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi cái việc là từ một cái đơn vị hành chính cấp xã trở thành các phường thì đòi hỏi cái quản lý bộ máy chính quyền nó phải được nâng lên một cái tầm cao mới, rồi cùng với nó là cái hệ thống chính quyền phải tiếp cận với những cái ứng dụng công nghệ rồi chuyển đổi số, thì đây là những cái điều kiện cơ bản để chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu thực tế đặt ra. Có thể nói từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bằng sự đồng thuận và nỗ lực của mình, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Khương đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đây là cơ sở để đảng bộ xã Hòa Khương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua những thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục có bước phát triển mới trên chặng đường phía trước.